Showviet.vn, bạn đến được một bài uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ mua Việt nha. Hello cho bạn nha, buổi trưa nay Yasu đã gọi thì Van Hên phải trả lời. Hai đấng của Genegoba anh em ơi. Đấng Yasu thì 200% tốc đánh, còn đấng Van Hên chơi kiểu gì cho nó bá cháy đây. Thì tất nhiên anh em ơi, chơi full phép nha, chứ không có full xuyên giáp. Full xuyên giáp làm gì có đem. Full tốc đánh cũng không có sướng đâu, bởi vì full tốc đánh chúng ta vẫn đánh thường nhiều mà chúng ta thò cái mặt ra đánh nhiều ý là bị bay màu đấy anh em ơi. Van bây giờ là phải full phép. Gặp ngay Quyền Vương đi rừng đấy, thì tốc biến hỗ trợ phát choáng, chứ không là bạn đi vào lòng đất rồi nha. Ôi kìa Zaka, hôm nay thì cũng thực sự là vui, bởi vì mình làm phong cách dị gì thì anh em cũng còn hưởng ứng theo, nghĩa là anh em còn yêu quý Mô Việt. Và đi yêu quý hơn thì nhớ là like clip, anh em chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha. Van Hên sắp tới thì cái lượng sát thương phép từ chiêu thức nó còn được tăng hơn nữa. Như vậy thì build đồ full phép nó lại càng khỏe hơn nữa, và chúng ta sẽ càng chơi van phép nhiều hơn. Đấy là cái thông tin về thay đổi sắp tới. Còn bây giờ là thể hiện sức mạnh thôi. Lúc đầu mà khi không có SP là anh em nhớ ôm trụ nha. Có SP rồi thì nếu yêu máu thì vẫn ôm trụ thôi. Có nhiều máu thì đợi bạn đấy kéo về đồ chơi. Kéo. À mà hụt tôi thì về đi bạn ơi. Về nha, con này về nha. Ôi. Ui. Ui, may béo còn tốc biến nha. Không có nhây đâu béo ơi. Cứ về đi. Về đi sau đó thì kéo cho mình chơi. Đầu game thì hiện tại mình cũng chưa có mạng nên hơi yếu một tí. Ít hơn theo bên kia tận 300 vàng liền. Nhưng anh em yên tâm nha, chỉ có cái chuyện bùng nổ thôi. Tí nữa mình sẽ khiến Van Hên trở thành một vị tướng lỗi đam. Tại sao gọi là tướng lỗi đam? Lỗi đam thì đam vượt trội hơn những con tướng khác. Thì cách đơn giản nhất là các bạn làm thế nào các bạn xanh, các bạn nhiều vàng. Nhiều vàng đồng nghĩa nhiều đồ, và nhiều đồ đồng nghĩa việc nhiều đam. Đó, cái công thức đơn giản vậy thôi. Nên là các bạn chơi AD thì tích cực, đầu game thì giữ vị trí tốt cho mình. Thì các bạn sẽ chơi tốt nha. Yo yo, hay lắm Quyền Vương ơi. Quyền Vương đi rừng không là anh em thất vọng. Khỏe mà anh em ơi. Một con tướng khỏe đi phong cách khỏe thì tại sao lại không làm clip nhở? Mà đó là phong cách khỏe nhất hiện tại thì tại sao không làm clip nhở? Mà anh em cứ bảo MOBA lại dễ hư giới trẻ. Thực ra là mình làm cái gì mình cũng có cái suy nghĩ hết rồi anh em ơi. Và tính toán và nó hợp lý thì mình mới làm. Nếu không hợp lý là mình không có làm đâu anh em ơi. Lúc lùm đây này. À đây đây đây. Có mạng này anh em ơi, có mạng, có mạng, có mạng. Có chiều cuối là có mạng. Bạn đấy giọt nẹ nhưng chứ không, chiều cuối chúng 2 tia yếu đam. Chiều cuối chúng 6 tia ấy thì nó hàng tấn sát thương luôn. Có khi là một chiêu một mạng đấy anh em ơi. Ui, ui béo ơi, thôi không được rồi, mình quay xe, quay xe. Ui, tính nên mà không có được. Tí bạn ganh rồng hơi đông anh em ơi. Cơ năng khống chế mạnh và tầm sải tay dài của theo Adapter thì đu khống chế thì căng phết. Anh em thấy nãy giờ mình đứng toàn đứng thấp thôi. Mình chờ đợi thời cơ, mình tìm có lợi thế mình mới lao lên bắn. Có góc bắn mình mới lao lên bắn nha. Cái con tướng này ý, cái điểm yếu đó là tay ngắn anh em ơi. Tay ngắn điểm yếu kém cơ động. Nên là nếu mà anh em không biết giữ vị trí, anh em di chuyển không có tốt, anh em không biết lúc lùm thì đây là bị tướng phế. Còn nếu anh em làm tốt những cái điều đó thì các bạn sẽ khiến Van Hên trở thành con tướng quái vật. Thế này mới 3 điểm hỗ trợ. Buồn thực sự luôn. Ui, lại còn bị KS mất con chim. Cay anh em ơi. Ok, có chuyện bùng nổ rồi. Có một đồ phép mà cái giày sẽ cho phép con này thì ngọc các bạn dùng ngọc có thể là ngọc xin giáp phép bình thường 16% tốc đánh, hoặc có các bạn có thể sử dụng ngọc là 32% tốc đánh nha. Lần đây thì nhiều anh em chơi game cơm lâu năm thì các bạn cũng biết là ngọc gì rồi. Còn các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem phần mô tả video clip của Mô Việt. Cái ngọc ngọc 32% tốc đánh và ngọc 16% tốc đánh nó chỉ khác nhau ở cái ngọc đỏ thôi. Ngọc đỏ 32% tốc đánh là tốc đánh tỷ lệ chí mạng. Còn 16% là ngọc công phép xin giáp phép nha. Ơi vừa vào lùm sao vui, chúng ta 6 tia kìa anh em ơi. Một cân đôi, một cân đôi, một cân đôi. Lúp lùm hay. Một ăn đôi. Đó.
quan trọng là có vị trí được bắn hay không. Đấy, những con tướng AD các cây dài khác bị con Van Hên này áp sát ý, thì cũng bốc hơi như thường thôi. Những vị tướng sát thủ áp sát Van Hên cũng bốc hơi như thường luôn. Sau đó này nhớ lên cái vương vị Heket nha, để có lượng sát thương phép siêu to khổng lồ. Hiện tại thì đồ của mình vẫn chưa out, nhưng mà tí nữa lên tầng giữa game mình sẽ thể hiện cái khả năng sốc đam mạnh của Van Hên để có thể out đồ nha bây. Không biết ăn cái bộ này bạn Quyền Vương có mắng không, nhưng mà mình nếu có bùa đỏ thì có tuyệt vời luôn. Bùa xanh bùa đỏ ăn thế này thì mình lại xanh quá đa rồi. Có mạng bạn ơi, có mạng kia. Ủa, ui không thấy mình xuống à, bạn chỉ cần chiêu một vô là có mạng rồi. Đây này, đây này, đợi béo đến kéo nha. Ở các bạn không đứng cao để gọi là chơi cấu rỉa, mà các bạn chơi kiểu này này. Đấy, có góc bán chơi, đánh rất là an toàn, mà cái tỷ lệ ăn mạng cũng cao. Đấy là cách chơi mô Việt khi chơi những con tướng mà tay ngắn, mà rõ ràng mình là tay dài, lại thua cái tầm tay hơn những con tướng AD khác là phải chơi như vậy. Zabit lượm mạng em ơi, cái này móc sau kiểu gì cũng có mạng này. Thậm chí Naeter bắn một trưởng là có mạng, còn các bạn Na thì cũng một trưởng một mạng. Sao mà đỡ, nhưng anh em thấy nè, ngô cái mặt ra là cũng bị bắn gần chết rồi kìa. Không có đùa đâu. Nhưng anh em chơi Van Hên là các bạn có cái cảm giác là mình tự nhiên mình máu chết. Rõ ràng mình cũng đứng xa mà, mình cũng đứng xa mà đứng xa người ta không bắn được mình mà mình cũng chết. Trời, anh em ngắn mà, em phải nhớ cái điều đó nha. Hiện tại mùa 21 thì cũng sắp kết thúc đến thời điểm cuối mùa rồi. Còn con tướng nào ở phong cách dị nào anh em nhớ comment để Mô Việt thực hiện nha. Nói chung là cuối mùa thì lại được chơi game, lại được chơi những phong cách dị thôi. Thực ra phun phép này không phải là dị, cũng không phải là trôn, mà là mạnh nhất của Van Hên ở điểm hiện tại này anh em ơi. Kéo đi bạn ơi, kéo là mình thả một chiêu là có mạng đó. Sao mà đỡ la này. Ok, bây giờ mình di chuyển qua bụi này để đợi la qua thì giết luôn nha. Ô mà la ở kia rồi, thôi lại ra biết anh em ơi. Cứ chiêu 2, chiêu 1 có mạng, khoảng cách gần thì mình lại được phọt chiêu cuối. Anh em thấy đơn giản chưa? Một con tướng nó đơn giản dễ chơi, một con tướng mà miễn phí từ ngay các bạn tạo lịch chơi game mà lại không chơi thì quá phí. Và trang phục này cũng là trang phục miễn phí nha. Nói chung là con tướng miễn phí, trang phục miễn phí rất là nhiều. Bây giờ đi ăn tài nguyên rồi, nói chung là sạch sẽ cái rừng đi. Ở đây thì theo khả năng cao sẽ di chuyển qua, nếu không di chuyển qua thì mình farm. Cái thời điểm điểm giữa game ý, khi mà team bạn chết là team mình chết nhiều ý, đó là cái thời điểm các bạn tăng lượng vàng nhanh nhất. Và khi đó thì lính sẽ rất là đông và nhiều, không có ai farm. Mình farm được thì mình sẽ lớn nhanh hơn. Nên là các bạn cứ giữ mạng là các bạn có cơ hội các bạn hack vàng, hack đam nhé. Ok. Ui mình không có chiêu hại. Ôi thôi tôi xong rồi. Ui bị la móc đằng sau anh em ơi. Không có béo bảo kê vào đấy. Chết nhanh thực sự luôn. Ôi về béo, béo cũng về được. Đi bạn CC rất là nhiều luôn. Ôi bị Na tìm thấy anh em ơi, lần sau phải để chiêu cho Na. Chứ không là bị La áp sát rất là nhanh và mình cũng bốc hơi rất là nhanh. Ở đấy hình như mình dính mất cái chiêu một của La, sau đó thì hắn tấn sát thương nó dồn vô. Và mình dùng cái giày xuyên giáp phép thì cái khả năng kháng hiệu ứng của mình không có, bị choáng là rất là khổ anh em ơi. Nói chung là con này sợ những con tướng khả năng khống chế áp sát này, áp sát theo kiểu là áp sát là lướt thế nào, còn áp sát một phát thì mình cũng bắn được luôn. Sợ bị khống chế, áp sát mà khống chế thôi anh em ơi. Ok ok, có mạng anh em ơi, có mạng. Đây là bạn cho bịch mạng này. Ơi thôi để anh em ăn đi. Lao vào đây. Ui đưa ra đưa vào. Ở đấy mình có chiêu 2 là mình chơi liền nha. Sắp tới hình như con Van Hên này nó cũng sửa hiệu ứng kỹ năng đấy anh em ơi. Có nhiều con tướng lúc đầu là muốn sửa hiệu kỹ năng, sau đó là không sửa nữa lại phọt phát này. Ôi bay màu là có thật.
cứ hàng tấn sát thương thế thì sao mà đỡ. Cái con này nếu mà ở thời điểm cuối game các bạn full đồ mà kiểu đồ full phép, kiểu đồ sốc đam nhé, không có tốc đánh gì nha, các bạn sẽ có một lượng công phép siêu to, tầm 5k một chiêu, quá bình thường. Nó tầm lên đến 8k anh em, khi các bạn đánh người ấy thì một chiêu một mạng là có thể. Quan trọng là các bạn có tấn công được những mục tiêu không có kháng phép để có thể lên 8k hay không. Ở đây mục tiêu có kháng phép thì nó chỉ dừng ở tầm 6-7k thôi, 6k anh em ơi. Nhưng mà như vậy thì sao mà đỡ được rồi. Chiêu 1, chiêu 2 bình thường cũng 2-3k sát thương phép thì cứ chiêu 2 cho 1 của con tướng AD pháp sư là lên vào đánh số rồi. Nè này, ui cờ băng. Ok, lui lui anh em ơi, lui, đứng sau nha. Ờ, na này, mình có chiêu 2, mình có chiêu của đây. Arthur thả diều đi, à tanh đi, ok. Đấy, cứ dính chiêu 2 của mình là na không được chơi game. Na tầm này phải lên thương chân cho thì mới được chơi chứ, team mình sát thương phép kìa. Van Hên này, Quyền Vương này, ô có mạng này. Đó, lúp lùm nghệ thuật anh em ơi, là có mạng như cá gặp nước luôn, ăn liên tục luôn. Tiếp tục này, cái chiêu 2 cho 1 đánh thường 1-2 phát lên bản đánh số. Không đỡ được luôn, thực sự sao mà đỡ được. Yên tâm có mình đây rồi. Ôi, vướng cái chiêu 1 của bạn Aether. Không lấy được trụ rồi thôi về đi. Còn này có khi thì mình cũng bỏ con xe xa luôn, bởi vì cũng chỉ có 2 người thêm bạn thì cũng hồi sinh gần hết rồi. Arthur di chuyển qua đây nhé, bắt Na này. La là con bông chạy rồi. Đuổi anh em ơi. Mỗi người vào góc làm sao còn đường mà về nữa. Đây này, La chết này. Chạy đi đâu, mình của còn một máu kìa anh em ơi. Còn một máu kìa, lụm mạng đi Kiền Vương ơi. Trời ơi, đọc ngay bét Van Hên anh em ơi, sao mà chạy được. Lúc nào cái phong cách nó quá ghê gớm luôn, nên các bạn nhớ là nếu mà chơi Van Hên ý thì cứ xài ngọc xuyên tốc phép 16 hoặc là 32% tốc đánh, sau đó thì build full phép mà chơi nha. Các bạn sẽ được cảm giác là săn mạng. Còn nếu mà anh em chơi phong cách tốc đánh tỷ lệ chí mạng bình thường thì bây giờ nó không còn hợp meta nữa và nó dường như là phế vật. Còn nếu mà anh em chơi phong cách này, các bạn sẽ là một con tướng AD thuộc tier 1 luôn, chứ không phải là AD phế vật. Nói chung là có cái kiểu trên đồ mà chúng ta thay đổi cho tướng thì khiến tướng thay đổi chất tướng luôn, đánh sướng hơn anh em ơi. Đó, cứ chiêu 2, chiêu 1 và đòn đánh thường lên bản đến số. Sao mà đỡ, mình đâu có nói ngoan anh em, nói thật thực sự luôn nha. À, hè cũng sắp đến rồi, thì mặc dù anh em cũng mới trở lại trường nhưng mà cũng sắp nghỉ hè. Nói chung là anh em nào chưa có click chơi game, chơi thịt hè thì nhớ lên ủng hộ Mô Việt nha. Ui, choáng kìa, hay là mai trên cao ơi. Chứ không phá chiêu bạn Hidu là mình chết thật đấy rồi. Ok, đã có cái sách rồi anh em ơi. Nói chung là cái lượng công phép của mình cứ tầm 2k. À không đến 2k, nhưng mà nói chung là bây giờ cái chiêu nó đang to lắm anh em ơi. Từ từ nha, đợi mình về một tí. Khi các bạn chết thì các bạn bán cái cầu băng, khi các bạn dùng cái cầu băng xương xong thì các bạn sẽ bán cái giáp, bán đi và mua giáp bảo mệnh nha. Hoặc là ngược lại, các bạn rơi giáp bảo mệnh mà khi mà dùng bị chết thì các bạn sẽ đổi sang cầu băng xương. Nói chung là chơi kiểu gì cũng được, nhưng mà chơi cầu băng xương thì mình có cái lượng sát thương phép để mình có thể sốc đam tốt hơn. Nói chung là phong cách này các bạn xài cầu băng xương thì bảo mệnh cũng rất là tốt. Ôi tầm này thì kéo đi béo ơi, Ayanka tầm này cũng khỏe lắm rồi. Thả một phát chiêu để Hindu với Alector cùng một chơi game. Ayanka cũng là một con tướng để counter Alector đấy anh em ơi. Alector thì nhiều lắm, có Inuya, có Ayanka. Những con tướng mà choáng từ xa là được anh em ơi. Ok, cứ thò cái mặt ra là bốc ơi, sao mà đỡ. Đó, thả cái chiêu thì Alector lú cái đầu luôn rồi. Đấy, đơn giản của anh em ơi. Kìa, cũng làm cái gì vậy, team mình CC nhiều lắm. Na này, cầu băng vừa thấy rồi nha, không chơi móc lốp ở đâu nha. 5k7 sát thương em ơi, sao mà đỡ được. Ok, có lẽ thì video clip Mô Việt trời đấng Van Hên đến đây hết rồi. Chân thành ơn anh em đã dành thời gian quý báu hộ Mô Việt và các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.